Chưa nghe thấy em nói. Em xem lại mic của mình nào. Alo, có thể Alo, à chào em. alo. À nghe thấy tiếng rồi em ạ. Dạ vâng ạ. À khá là show. À như vậy hôm nay chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên của em với trình độ gọi là lơ lửng một chút đấy, tức là trình độ của em là đã có chuẩn bị trước một chút. À thế vậy thì chúng ta vẫn cứ đi qua một chút về kiến thức cơ bản. À chúng ta sẽ đi rất là nhanh. À trước hết là chúng ta sẽ giới thiệu lại về về bảng chữ cái. Bảng chữ cái thì thực chất đây cái ý nghĩa nội dung chính không phải là giới thiệu bảng chữ cái, bởi vì em đã học qua bảng chữ cái rồi. À thì ta sẽ tổng kết lại cho em, và đồng thời là chúng ta sẽ học lại một chút về các nguyên tắc phát âm. À trước hết là trong tiếng Nga chúng ta biết rằng có 33 chữ cái, trong đó có 10 nguyên âm và 21 phụ âm. Trong 10 nguyên âm thì có 6 nguyên âm đơn. Hôm nay chúng ta xem 6 nguyên âm đơn A, O, U, E, Ư, I. À, giống hệt trong tiếng Việt cho nên chúng ta sẽ đi qua nhanh. À, sau đó chúng ta sẽ xem đó là có 21 phụ âm. Trong 21 phụ âm thì có 6 cặp phụ âm, tức là 12 phụ âm theo cặp. À, thế nào gọi là một phụ âm theo cặp? Phụ âm theo cặp có nghĩa là một cặp phụ âm nó sẽ có vị trí phát âm môi răng lưỡi giống nhau. Tức là chúng ta cơ quan phát âm của chúng ta để vào vị trí giống nhau để cùng phát ra một cái âm đó. Nhưng nó chỉ có khác nhau một cái là một âm có âm thanh và một âm không có âm thanh. À, ví dụ chúng ta thử phát âm âm b b. À, khi em phát âm hai âm này thì em sẽ thấy là vị trí phát âm của môi rất giống nhau. B. À, khác nhau là gì? À, một âm thì có âm thanh b b có âm thanh, và một âm không có âm thanh. À, vậy thì đó là cặp phụ âm thứ nhất b. À, đồng thời có phụ âm m. Phụ âm m giống hệt phụ âm m trong tiếng Việt. À, chúng ta bước sang bức tranh thứ hai. Ở đây chúng ta tham khảo cặp phụ âm thứ hai, cặp phụ âm d d. À, cặp phụ âm này cũng tương tự như vậy. À, có phụ âm hữu thanh d và phụ âm vô thanh. À đó. À, cặp phụ âm này có một điều khá đặc biệt là khi chúng đi với y thì nó bị mềm hóa. À, tương tự như phụ âm cô đơn n. À, phụ âm cô đơn n khi đi với y đọc là nhi. Phụ âm ch đi với y đọc là chi. Phụ âm d đi với y đọc là gi gi gi. Tất cả các âm này em được phát âm rất tốt cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua và chúng ta đi nhanh tiếp. À, như vậy chúng ta đã học được 12 chữ cái. À, tiếp theo. À, chúng ta làm quen với cặp phụ âm f và cặp phụ âm này cũng không có gì đặc biệt, phát âm giống hệt ở trong tiếng Việt. Phụ âm f, à là phụ âm f, à ph trong tiếng Việt, và phụ âm v v. À đó. À, phần từ vựng thì ta cũng không bắt em phải đọc bởi vì là khả năng là em cũng đã nắm được rồi nếu chúng ta đã đi đến bài 8 của chương trình được đến nước Nga. À, tiếp theo chúng ta sẽ có ba phụ âm, có một cặp phụ âm tiếp theo đó, phụ âm s z. À, đó là cặp phụ âm vô thanh hữu thanh, phát âm đơn giản đó là tương đương phụ âm s sờ nhẹ ở trong tiếng Việt. À, và phụ âm z z, d d cao đấy. À, người ta gọi là d cao trong tiếng Việt. À, d d đấy, người ta gọi d d. À, tác vột. Như vậy chúng ta đã đi qua được 4 cặp phụ âm. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen cặp phụ âm thứ năm, đó là phụ âm g g. Một phụ âm có âm thanh g và phụ âm không có âm thanh. À, thế đến đây thì chúng ta sẽ nhớ lại là nguyên tắc của cặp phụ âm vô thanh hữu thanh có một nguyên tắc cơ bản, đó là khi phụ âm hữu thanh đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng. Ví dụ từ druk g, đứng đứng cuối từ là g, nó bị đọc thành phụ âm k, là cặp phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cặp. Có nghĩa là trong 6 cặp phụ âm này nếu như có phụ âm hữu thanh nào của 6 cặp đứng ở cuối từ thì nó sẽ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cặp đó. Tiếp theo nữa là nguyên âm phát âm âm ơ ngậm ô. Chúng ta có nguyên tắc, đây là do em biết rồi cho nên giáo hướng dẫn rất nhanh. À đó, nguyên tắc là âm ô đứng dưới trọng âm được đọc là ô, âm ô đứng ngay trước trọng âm đọc là a, âm ô đứng đầu từ được đọc là a, và tất cả các vị trí còn lại sẽ được đọc là ơ. À, như vậy là sẽ dẫn đến tình trạng là ở đây chúng ta nhìn thấy có từ mơ la cổ. Đây là chúng ta tập đọc thì chúng ta đọc là mơ la cổ. Còn nếu mà các giáo viên Nga dạy các em sẽ đọc là ma la cổ. Nhưng mà cái âm a đầu tiên này
đọc là A này, nó sẽ đọc rất nhẹ cho nên nó là gần tương đương với âm ơ ở trong tiếng Việt. Cho nên chúng ta là người Việt học thì chúng ta nói luôn đó là âm ơ cho nó nhanh đấy. Thế còn người Nga người ta giải thích lòng vòng. Người ta nói rằng trong trường hợp này các em đều phải đọc nó là A, nhưng mà cái âm A thứ nhất này nó nhẹ hơn âm A thứ hai. Có nghĩa là gì? Nó nhẹ hơn thì nó phát âm giống âm ơ trong tiếng Việt. Cho nên chúng ta đọc nhanh, chúng ta đọc Malaco, 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 Kharasho, Kharasho, Daragoi, Daragoi, Daragoi. Đấy. Đó. Nếu các em cố gắng phát âm nó thành âm Daragoi thì nghe nó rất buồn cười. Và cái âm cái từ Daragoi này là người Nga người ta rất hay nhại. Nhại khi mà cái người người ta đọc cái âm này là thành âm A. Đấy. Đó. Như vậy là chúng ta đã học xong 5 cặp phụ âm. Tiếp theo, thầy giáo có một yêu cầu đối với em, đó là tất cả những từ mới vừa rồi các em cố gắng viết sang chữ cái viết tay. Em tự luyện nhé, tự luyện và tự viết là chữ cái viết tay. Ở trong giáo trình đường đến nước Nga rất hay có những hình ảnh mà yêu cầu các em là tập viết chữ cái bằng cái chữ cái viết tay này. Tất nhiên đối với những bạn mà đi học sang để mà làm cái công tác kinh doanh buôn bán thì cái việc viết tay nó không quan trọng lắm. Thế nhưng mà nó tạo cho em một cái thói quen viết cho nó gọi là nó giống người Nga viết đấy. Đó tức là gì? Người ta đọc được, người ta viết được thì mình phải đọc được, viết được. Thế còn cái việc mình sau đó mình sử dụng tiếng Nga làm cái gì, đấy là cái chuyện khác đấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem tiếp chữ cái số 20. Vừa rồi chúng ta xem hết 19 chữ cái rồi. Chữ cái số 20 của chúng ta đó là chữ cái r, rung. Rung em cũng phát âm rất tốt, cho nên là trong phần này thì mình cũng không yêu cầu bạn phải phát âm, bạn đọc nữa đấy. Tất cả những từ vựng này đối với em nó là dễ rồi, cho nên chúng ta sẽ đi nhanh qua. Tiếp theo là chữ cái l. Chữ cái l ở đây là chúng ta đọc chữ cái l, 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 l. Chữ cái l, trong tiếng Việt thì không có cái âm l này ở cuối từ. Cho nên đối với người Việt khi học tiếng Nga thì chúng ta cần phải rèn luyện cái âm L cuối từ này. Chữ L cuối từ nó có hai âm, hoặc là L cứng hoặc là L mềm đấy. Ví dụ chúng ta có từ stone, stone đó là âm L cứng, stone, đó âm L cứng này đấy. Đó. Ta chúng ta sẽ viết thế này cho nó dễ đọc đấy. Và chúng ta có từ stolica. Đấy, stolica. Stolica, scolica, scolica. Đó. Thì ở đây chúng ta phát hiện là chúng ta nhìn thấy có cái âm L mềm. Âm L mềm này chúng ta thấy nó sẽ phát âm khác âm L cứng như thế nào. Đó. Như em vừa rồi thì đã kiểm tra phát âm của em thì em không phát âm được âm L mềm. Và thậm chí kể cả cái âm L cứng này là cũng nó chưa thể hiện rõ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phát âm cái này. Nó là điểm yếu của mình thì mình phải phát âm thôi. Đấy. Đó. Chúng ta sẽ nói thử nào. Stone. Stall. Stool. Stool. Đấy, hai âm này em nói rất tốt đấy. Hai âm này nói rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái âm L mềm. Stolica. Stolica. Đấy, chưa nói được cái âm L mềm này đấy. Cách phát âm của nó như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ phát âm chữ ly. Em để lưỡi vào vị trí phát âm chữ ly. Ly 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 ly. Như vậy em sẽ cảm thấy là gì? Cái đầu lưỡi của chúng ta nó nằm kẹp giữa hai hàm răng trên và hàm răng dưới. Ly. Khi chúng ta muốn nói chữ ly, chúng ta ấn cái đầu lưỡi vào cái chân của hàm răng trên. Ly 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 và hơi bật nó ra một chút đấy. Ly 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 ly. Em nói thử nào. Lì. Có đúng vậy không? Em nhận thấy có đúng vậy không? Vâng. Ly ly ly. Đấy. Như vậy cái đầu lưỡi của chúng ta nó chạm vào cái chân của hàm răng trên, hàm răng cửa trên. Chúng ta ấn cái đầu lưỡi nó vào hơi chặt vào một chút, sau đó chúng ta bật ly 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 ly. Thế bây giờ chúng ta sẽ không nói ly nữa mà chúng ta sẽ nói l l l l l l, cũng đúng vị trí như vậy, để đầu lưỡi ấn vào chân của hàm răng cửa trên mà nói l l l l l l, nói nào l L l L l l L l l l. Em nói do cái lưỡi của chúng ta nếu mà nó cứng thì nó thành chữ l, nếu mà cái lưỡi của chúng ta nó mềm, nó chỉ nói bật nguyên cái đầu lưỡi không thôi thì chúng ta sẽ nói li 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 đấy. Đó bây giờ em nói nào, stole stole stole. Cái chữ li li đó, stole 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 li 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 stole, nói nào, Stole. stole li li li. Phải là em có cảm tưởng như đó là chữ li của em nhưng mà nó không có chữ y, li Li. li li li. Stole 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 stole. Đấy.
Stool. Đà, đà. Nhưng mà nó vẫn là chữ L của em, vẫn hiện nay đang là chữ L đấy, L cứng đấy. Em phải nói thành chữ L, L, I. Stole, li, li, stole, li. Em muốn nói được cái chữ này, cái khóe miệng của em phải rộng sang hai bên, rộng ra đấy. Stole, nếu em nói chữ stole thì tròn tròn môi lại đấy. Nếu mà em nói stole, li, 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 thì sẽ rộng khóe miệng ra. Stole, 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 stole. Em nói là stolica, Stolica. stolica, đã stoli, em đã phát âm được chữ ly rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói để làm sao cái chữ y nó giảm giảm đi rất nhiều đấy. Gần như là cái chữ ly không nghe thấy. Stolica, 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 scolica, stolica, 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 scolica, scolica. Em nói là scolica, Scolica. Đã vẫn cứng đấy. Scolica. Chữ l của em đã tốt hơn rồi nhưng mà nó vẫn hơi cứng. Đó, vậy thì em phát âm nó thành chữ l i. Li 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 stoli stoli stolica stolica stolica. Em cứ nói stoli 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 stolica. Đầu tiên em nói stolica đi. Stolica stolica stolica. Sau đó em bỏ dần cái chữ i đi. Đấy. Em luyện nào. Stolica stolica stolica. Stolica stolica scolica 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 stolica. Scolica. Đấy. Scolica. Đã đấy. Thì bây giờ nó sẽ có hai cái từ này đấy, nó sẽ có từ nó sẽ có hai từ tạc. Chúng ta sẽ có từ polica 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 đấy, và có từ polica. Đó, có hai từ này đấy. Polka là cái giá sách, polica là cô gái người Ba Lan đấy. Đó, hai cái từ này nó khác nhau đúng không nào. Đây nó có gì? Ở đây nó có L cứng, thế và ở đây nó có L mềm đấy. Đó, thế bây giờ em tưởng tượng là bạn gái em là một cái cô gái người Ba Lan, nếu mà em gọi cô ta là cái polka là cái giá sách thì cô sẽ phật ý đúng không nào. Thế vậy thì em phải nói sao? Polica đấy, từ này là polica, đây là polka, đây là polica, polka, polica. Thế chưa nào, đấy hai từ này nó giống hệt nhau luôn, chỉ có khác mỗi L cứng L mềm thôi. Bây giờ em nói thì làm sao thì ra phân biệt được của em nào. Em đọc nè. Polka. Đã, хорошо. Polka. Đó, хорошо, уже хорошо. Đấy. Đó, như vậy em nói như vậy là đã tốt rồi đấy. Mặc dù em chưa tự tin, thế nhưng mà em cần luyện cái âm L mềm nó rất nhiều. Sau nó tự thành nó thấy quen nhưng mà đấy. Nếu em nói xong cái chữ này thì cái tiếng Nga của em tuyệt vời luôn đấy. Em phát âm rất hay và hoàn thiện cái chữ L mềm này thì tiếng Nga của em rất tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã cùng nhau xong gì nào? Xong 21 chữ cái đúng không nào? Đấy. Bây giờ chúng ta xem tiếp. Chữ cái số 22 đó là phụ âm ts. Chữ cái này rất dễ đấy. Đó là nó gồm có hai âm ghép vào với nhau, âm và âm đấy. Thế thì cái đặc thù của cái chữ cái đó là gì? Đó là đứng sau nó e, ye, ye biến thành e đấy. Đó, ví dụ ở đây đáng ra là center thì người ta sẽ là center, center đó là âm e. Âm ye này là âm ye hai âm tiết, âm nguyên âm đôi đấy, nguyên âm đôi có hai âm. Thế nhưng mà nó đứng đằng sau thì nó bị biến thành e. Đọc là center, em đọc là center, center, center đấy. Center, хорошо. Tiếp theo chúng ta sẽ có âm i. Âm i này khi mà đứng sau bị đọc cứng đi, nó thành ư. Đọc là circ, circ, circ đấy. Tiếp theo từ này senna, 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 senna. Từ này svet, svet, svet. Số nhiều là gì nào? Sveta, sveta, sveta. Svet là màu sắc đúng không nào? Màu sắc, nhiều màu sắc. Sveta, sveta. Tiếp theo là concert, concert, concert. Đó là một buổi hòa nhạc đấy. Sviet tok, sviet tok, sviet tok là một bông hoa, nhiều bông hoa. Sviet tươi, sviet tươi đấy. Stansia, stansia là một cái bến ga, ga xếp đấy. Ví dụ như là Gazabat chẳng hạn, Gazabat Hà Nội chẳng hạn thì gọi là stansia đấy. Thế còn cái nhà ga Hàng Cỏ gọi là vokzal, vokzal đấy, vokzal là nhà ga Hàng Cỏ. Thế còn cái ga xếp ở ngoài thành phố ấy, thì gọi là stansia, stansia. Và đồng thời tất cả những cái bến ga tàu điện ngầm ở Moscow chẳng hạn gọi là stansia, stansia. Tương tự như vậy,
À, Hà Nội hiện nay là có đường sắt trên cao, thì tất cả những cái ga đường sắt trên cao, ga hành khách đó đều gọi là stanxia đấy, gọi là stanxia. Tạc. À, tiếp theo chúng ta sẽ xem nào. À, chúng ta sẽ có chữ cái số 23, đó là chữ cái y ngắn. Y ngắn này là một phụ âm, chúng ta coi nó là một phụ âm. Cho nên là gì? Tất cả các danh từ mà kết thúc bằng chữ y ngắn này được gọi là danh từ giống đực. À đó. Thế như vậy là ở đây chúng ta có các danh từ mai cả. Mai cả, em đọc nào, mai cả. Mai cả Tram vai. trăm vài Musei. mua giày Đó, đó là những cái danh từ mà liên quan đến phụ âm y, chúng ta nhớ đây là phụ âm y, chữ y ngắn gọi là phụ âm y. Tạc. Tiếp theo chúng ta xem cặp cái cặp phụ âm cuối cùng, đó là cặp phụ âm r, r. À đó. Ở đây cặp phụ âm này có điều gì thú vị? Cặp phụ âm này đó là cặp phụ âm mà đối với người Việt Nam khi chúng ta học cái tiếng học tiếng Nga, có khá nhiều người không nói được hai cái âm này đấy. Trước hết cái âm r, âm r là chúng ta nói âm r nặng, âm r r r gì đấy, mình gọi là âm r gì, ví dụ như là cô dì chú bác đấy, hay là gia đình chẳng hạn. Người Hà Nội chúng ta thì chúng ta nói là gia đình, dê dê cao đó, dê đê. Thế nhưng mà ví dụ người Thái Bình chẳng hạn thì nói gia đình đấy, gia đình, người ta phát âm đúng. Người Thái Bình là phát âm tiếng 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 Việt là theo đúng chuẩn, là nói gì, gia đình, gia đình đấy đó. Thế còn người Hà Nội chúng ta nói gia đình về nguyên tắc là sai, nhưng mà do là người ta công nhận tiếng Hà Nội là tiếng Việt chuẩn, cho nên là chúng ta cũng phải chấp nhận. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta lúc đó sẽ không phân biệt được âm dê cao và âm dê thấp đấy, đó, giữa âm dê di và âm dê đê đấy đó. Như vậy cái âm r này là cái âm dê r, r r r nặng, chúng ta gọi là r nặng đó. Thế tương tự như vậy theo cặp với nó là âm sờ, âm sờ này âm sờ nặng đấy. Âm sờ nặng này nhiều bạn không phát âm được, phát âm thành âm s đấy đó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử đọc nào. Scarf. Scarf. Machine này. Machine. À, chúng ta nhìn thấy đây là gì, có âm y. Âm y ở đây. Âm y đây mà nó bị cứng hóa. Khi đi đứng sau ch thì nó bị cứng hóa, trên đọc là ư. Machine này. Machine này. Đấy. Từ này nào, journal. Journal. Carandash. Carandash. Đó. Thế những cái từ này đơn giản đối với em rồi. Đấy. Chúng ta có từ nose. Nose là con dao. Thế ở đây chúng ta thấy là gì nào? Đó là tác động của nguyên tắc đọc phụ âm hữu thanh đứng cuối từ. Nó bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng, cho nên đây là đọc là nose. Nose. Đấy. Moose. Không đọc là moose. Đọc moose. Em đọc nào. Nose. Nose. Moose. Moose. Loska. Loska. Đây là Loska, chúng ta cũng nhìn thấy là gì nào? Đây là âm r. Âm r cũng bị đọc thành âm sh. Loska, Loska. Đấy. Đó. Thế đây có một số từ có cái âm r và âm sh đó nào. Uje. Uje. Scarlet. Chocolate. Em nhìn thấy đây là gì nào? Trọng âm rơi vào âm a, đứng trước a chúng ta đọc là đứng trước a đọc là a, ôn đọc là a, đứng trước nữa là đọc là ơ, chúng ta đọc scarlet, sh ka là scarlet, scarlet. Đấy. Chocolate. Scarlet. Tôi. Tôi sẽ. Хорошо. Хорошо. Chef. 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 Đó. Thế đó là âm chữ cái số 25 của chúng ta. Xem tiếp nào. Chúng ta sẽ có bốn nguyên âm đôi. Bốn nguyên âm đôi ở đây chúng ta đó là chữ cái số 29 đấy. Đó. 29 chữ cái. Tạc nhưng mà âm đôi gồm có âm i a đi liền với nhau. I a đọc là ia. Ia đấy. I o đọc là io, io. I u, iu, iu. I e, ie, ie. Đấy. Đó, anh sẽ xem nào. Ở đây khi mà phát âm i với a là phải đọc đúng chính xác i với a đấy. Các bạn tự học các bạn đọc thành giả, giả là phiên âm sai đấy. Một số sách phiên âm sai cái âm này, người ta cho rằng cái âm i này là âm i ngắn. Âm i ngắn thì theo tiếng Việt người ta sẽ phát phiên âm nó thành chữ gi. Đọc chữ gi các bạn tự rất là hồn nhiên đọc thành chữ ya thôi đấy. Đó, em đọc thử nào. Ya. Yeah. Yo. Yo. Yupka. Ida. Yuka. Ida Ida là đồ ăn đấy. Yupka là cái váy. Ida. Yama.
Yama. Yama là một cái hố. Rasia. Rasia. Inot. Inot. Inot là con gấu mèo đấy. Miot. 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 À ta khrasho. À thế như vậy là đối với bốn phụ âm này chúng ta đọc xong bình thường đấy. À trong này như vậy chúng ta đã có 29 chữ cái rồi. Chữ cái số 30 nè. Đó là chữ cái xẻ. À tên của nó là chữ cái xẻ. Xẻ. À đây là chữ nhưng mà nó mềm. À chúng ta có cảm tưởng như phát âm chữ sh. Sau đó chúng ta sẽ phát âm thành âm y. Đấy. À chúng ta sẽ có từ này. Xúc cả. Shuka. Đúng rồi, chuẩn luôn đấy. Shuka. Em nói âm đó rất hay luôn đấy. Xúc cả. Xúc cả đấy. Shuka. À xúc cả. Đó. À nhiều em không đọc được cái âm này. À nhiều em không đọc được cái âm sờ này. Thì các em đọc sang thành chữ sờ nhẹ. Nếu mà chữ sờ nhẹ tốt nhất các em tránh cái từ này ra, đừng bao giờ nói nhé. À đó. À rất nhiều em không đọc được thì các em nói thành chữ xúc cả. À xúc cả trong tiếng Việt nó là từ xấu, nó chỉ con đĩ đấy, gái điếm chẳng hạn đấy. Đó. Cho nên là gì? Nếu mà em nói đây là con cá măng thì em phải nói là xúc cả. Xúc cả. Thế còn người ta hay chỉ tục chỉ bậy ấy, thì người ta hay dùng cái từ xúc cả là cái từ tục đấy. Đó. À đó, thế cho nên là các em rất lưu ý. À nếu sau này khi nói chuyện với người Nga thì các em sẽ thường xuyên nghe cái từ đó luôn. Nghe tần suất nó rất cao đấy, người ta rất hay dùng cái từ đó đấy. Đó. À chúng ta có từ shika. 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 Shika, đó, shika là cái má đấy. Shika. À cái bàn chải nào. Shuot cả. Shuot Shuka. cả. Shuot cả là cái bàn chải, nó cũng là cái bàn chải đánh răng của chúng Shuot. ta đấy. Shuot cả, bàn chải quần áo, bàn chải đánh răng, bàn chải giặt quần áo, vân vân đấy. À tác vụt. Shuot cả. À chúng ta có món shi. 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 She. Shi đó là món canh. Món canh bắp cải chua của Nga đấy, gọi là shi. Sau này đi ăn nhà ăn Nga nhiều thì chúng ta sẽ hay gặp cái này luôn đấy, vì món canh khá phổ biến đấy. Tiếp theo chúng ta có từ borscht. Borscht. Borscht đó là món củ cải, canh của cải đỏ đấy, hay là canh củ dền, mình gọi canh củ dền đấy. À đó. Borscht. Shi. Borscht. Veshi. Em có từ veshi. Veshi. Viết Veshi đó là đồ vật đấy. Veshi. Veshi đấy. Tác vụt khá. À thì vậy chúng ta có chữ cái số 30. Chúng ta xem chữ cái số 31, chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Nga đấy. À đó, đó là chữ cái. À thực chất trong bảng chữ cái tiếng Nga chữ cái cuối cùng đó là chữ cái ya đấy. À thế nhưng mà đây là chúng ta học theo kiểu tổng hợp, cho nên là chúng ta đã học hết 30 rồi. À chữ cái số 31 đó là chữ cái đấy. À đó. Chữ cái chờ đó là chữ cái TR tương đương chữ cái âm TR trong tiếng Việt đấy. Âm chờ, chờ che đấy. Chờ, chờ, chờ che. À đó, cái này chờ nặng đấy. À, chúng ta có từ ruchka. 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 Đấy, ruchka đó là cái bút viết hoặc là cái tay nắm cửa, không gọi là ruchka đấy. Uchebnik. Uchebnik, em nói nè. Uchebnik, uchebnik đấy. Uchebnik, à đó, uchebnik. À tiếp theo là uchuanui. 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 À uchebnik là quyển sách giáo khoa. Uchuanui là nhà bác học. Uchuanui. Uchuanui. Biết ai đây không? Ông Einstein. À rồi, Einstein đấy. À đó. Đó tác vụt. À khrasho. Tiếp theo nào. Chúng ta có từ pochta. Pochta. Pochta đó là nhà bưu điện đấy. Pochta. Pochta bưu điện tác. À chúng ta có từ check. Check. Chiếc. Check đó là cái bill, cái hóa đơn đấy. À cái hóa đơn bán hàng, mua hàng đấy. Đó. À mỗi một từ nó có nhiều nghĩa. Từ check nó còn có nghĩa là đó là cái quyển sổ séc. À cái séc chuyển khoản chẳng hạn đấy. À, đó hay là cái quyển sổ séc Hóa đơn. của ngân hàng chẳng hạn đấy. À, quyển sổ hóa đơn này đấy, vân vân đều gọi là check. Thế vậy thì khi chúng ta học một từ nó có nhiều nghĩa, nhưng nghĩa thì không dứt khoát chúng ta phải kể hết các nghĩa của nó. Chúng ta chỉ cần kể một nghĩa thôi, đúng không nào? Đấy. À đó, bởi vì sao mình nói thế, bởi vì sao là có bạn lại lúc đó là vặn vẹo bảo là ô, check này nó là cái nghĩa khác chứ không phải là cái hóa đơn đấy. Đó. Vân vân. À, đại khái là như vậy. À, tác vụt chúng ta có từ uchenik. Uchenik là một cậu học trò. Uchenik đấy. À, cậu học trò đó có thể cậu học trò phổ thông hoặc
hoặc là có thể là một người học online, vân vân, học trình độ nào. Cái người đi học chúng ta gọi là chữ nhịp nói chung. Còn cái từ student, student ví dụ như là học sinh học với mình không phải là student. Như em chẳng hạn, em không phải là student, em là ученик. Đấy. Ученик là xuất phát từ cái từ учение, учение là учёба. Учёба đó là đi học đấy. Vậy thì cái người học gọi là ученик. Thế còn cái người thầy giáo đối với em ấy, ví dụ như mình chẳng hạn, mình không phải là преподаватель, преподаватель là giảng viên trong trường đại học. Mình là учитель, mình là thầy giáo dạy các em, là cái người thầy mà truyền đạt kiến thức thôi. Đấy, nói chung đấy. Đó, thế trên đây là cái khái niệm của nói chung là như vậy đấy. Đó. Chúng ta có từ dacha. Dacha. Dacha đó là nhà vườn. Nhà vườn, thế là nhà vườn. Ở Nga nó có một cái khái niệm, tức là gì? Mỗi một gia đình trong thành phố, người ta thường thường người ta mua một cái mảnh đất nhỏ nhỏ ở bên ngoại ô, hoặc là được nhà nước cấp cho, ví dụ dạng như này được nhà nước cấp cho 600 mét vuông, trên đó có một cái ngôi nhà ở trong cái vườn đó, người ta gọi là dacha. Đấy. Dacha thì người ta có thể gọi là nhà nghỉ ngoại ô đấy. Như vậy chúng ta đã học xong phụ âm cũng là chữ cái số cuối cùng. Bây giờ còn hai chữ cái nữa, đó là cái dấu mềm và cái dấu cứng đấy. Đây là cái dấu cứng, đây là cái dấu mềm. Dấu mềm thì nó là mềm hóa phụ âm. Chúng ta nhìn thấy ở đây có hai từ mat. Mat từ này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là từ tục, nó gọi là từ tục. Là một cái danh từ để chỉ những cái từ tục, những cái từ nói bậy thì người ta gọi là từ tục. Từ tục thì tiếng Việt nó gọi là từ tục, thì tiếng Nga là mat đấy. Đó. Thế bây giờ nói mat là cái gì? Mat là cái từ tục, có nghĩa là từ tục. Nhưng mà nó từ bản thân từ này không tục, em hiểu chưa? Nó chỉ là cái danh từ để chỉ những cái từ tục thôi đấy. Đó. Thế đây là từ mà tận cùng bằng phụ âm. Khi nó đi với phụ với dấu mềm thì thành thành âm. Đây là đấy. Thì vậy thì chúng ta có từ mat. Lúc nãy còn nghĩa thứ hai đó là chiếu tướng. Chúng ta ví dụ như là chúng ta chơi cờ mà đến khi mà chiếu hết rồi thì gọi là mat đấy. Đó. Tiếp theo nữa, chúng ta có từ mat khác nhau là cái dấu mềm, đó là người mẹ. Người mẹ này, thế còn mama thì sao? Mama đó là từ gọi mẹ thông thường. Thế còn nếu mà trong những văn bản chính thức của nhà nước mà chỉ người mẹ là ai, ví dụ trong giấy khai sinh của mình chẳng hạn, thì chúng ta không viết là mama, chúng ta viết là mat, mat đấy. Đó. Thì tương tự như vậy, papa. Papa thì là gì? Papa thì là gọi cha thông thường, gọi bố. Thế nhưng mà ở trong giấy khai sinh gọi là achet, achet đấy, tức là người cha, người mẹ, achet imat đó. Đó thì cái dấu mềm này nó chỉ là mềm hóa phụ âm thôi, nó không có cái gì đặc biệt cả đấy. Đó. Thế có những cái dấu mềm, có những cái phụ âm bị mềm hóa mà chúng ta không nghe thấy. Ví dụ slavar, slavar. Đối với người Nga bây giờ bảo người Nga phát âm cái từ samavar, islavar thì xem khác nhau như thế nào, cái chữ var này hoàn toàn giống nhau luôn. Đối với chúng ta nghe nó giống nhau luôn đấy. Ví dụ như chúng ta có từ samavar. Samavar là gì biết không? Không ạ. Samovar đấy. Có từ samovar đấy. Islavar đấy. Đó. Tác vụt. Ở đây chúng ta có hai từ samavar và slavar. Chúng ta đều nói r. Samavar, slavar. Hoàn toàn không ảnh hưởng, chúng ta tự nhiên nói thôi. Thế bảo bây giờ mà các em hỏi, bảo thầy ơi, thầy phát âm cho em chữ R này và chữ R mềm này, thầy chịu luôn. Mà người Nga có phát âm em cũng không nghe được. Đó, bây giờ có người Nga nói thì chúng ta cũng không nghe được hai cái âm này đấy. Thế vậy thì cái âm R này với dấu mềm này nó chỉ là hình thức thôi. Em chứ? Nó hình thức để làm gì? Khi mà nó biến đổi, ví dụ sang cách 2 chẳng hạn. Sang cách 2 thì đứng trước phụ âm cứng, danh từ cách 2 số ít giống đực, nó sẽ là a samavara. Samavara đấy. Đó nó sẽ là a. Thế còn đứng sau phụ âm mềm thì nó sẽ thành ia. Đấy. Đó, như trong trường hợp này chẳng hạn, nó sẽ là a. Thế trong trường hợp này nó không phải là a mà nó sẽ là ia. Nó sẽ là ia đấy. Đó. Thế như vậy là gì? Chúng ta nhìn thấy đó là trong trường hợp như thế. Như này đấy, Slavaria. Samavara đấy. Đó. Nó chỉ có ý nghĩa ngữ pháp là chính thôi, chứ còn cái việc phát âm giữa R mềm và R cứng thì có thể nói là nó không khác nhau đấy. Nó không khác nhau. Tác vụ chúng ta nhất trí chưa nào? Đấy. Có đồng ý không?
có ý kiến gì không? Không hả? Đúng không? Đấy. Dạ không ạ. À đó, không ý kiến gì. À thế vậy thì một số từ, ví dụ chúng ta có từ Panama. Panama này phát âm chúng ta phát âm rõ này. Xem nhà không cần phát, không cần phân biệt. Xem nhà, xem nhà. À xem nhà và cái từ xem nhà, xem nhà. À nó có một cái từ nữa. À xem nhà. Đấy, xem nhà. À hai cái từ này chúng ta nói nó sẽ giống hệt nhau luôn. Đấy. Xem nhà. À cái từ trên là gia đình. Từ trên này là gia đình, xem nhà. Từ dưới xin mè đó là hạt giống đấy, xin mè là hạt giống đấy. À đó, à từ trên này thì là danh từ giống gì đây, xin mè là trên danh từ giống gì nào, Giống đực là giống cái. giống cái đấy. À đây là danh từ giống cái đấy. À thế từ bên dưới này thì sao, xin mè là danh từ giống gì đây nào? Giống chắc giống cái à. À, giống chung đấy. À đây là danh từ giống chung đấy. À đây là danh từ giống chung. À đó. À tại sao lại như thế, nó lừa, người ta có thể lừa em được đấy. À, lừa chỗ là gì nào? À, nó thân cùng bằng một nguyên nguyên âm ya đấy, nhưng mà xin mẹ nó thuộc vào nhóm một trong một vài từ mà nó là danh từ giống chung. À, danh từ giống chung đó là có những từ gì, vreme đúng chưa? À, chúng ta có biết từ vreme là giống chung đúng không nào? À, vreme đúng không? Đấy, vreme, vreme, à, tak, à, xin mẹ đấy. À, đó rồi gì nữa nào, y mẹ. Email là danh từ giống chung, có phải không? Các vache email, có phải không? Đấy. Đó. À, thế rồi còn từ gì nữa nào? Vreme, vreme, simia, imia, imia, simia, imia. Rồi gì nữa nào? Vumia, vumia, đấy. Ví dụ vậy. Đó, đó là những cái danh từ giống chung. À, đó. Nó còn nữa cơ đấy. À, nó còn đâu khoảng 7 từ gì đấy. Đấy. À, thì những cái từ này nó là những cái từ nó khá khá là thú vị đối với chúng ta. À, khá là đặc biệt. Bởi vì sao nó kết thúc bằng nguyên âm ya? À, về nguyên tắc ra danh từ kết thúc bằng nguyên âm ia và nguyên âm a thì nó là danh từ giống cái, nhưng trong trường hợp này nó lại là danh từ giống chung đấy. À, đó đó là những cái từ đặc biệt. À, khi nó đặc biệt rồi thì khi nó biến đổi sang các cách khác nó cũng đặc biệt đấy. À, ví dụ như là vremia sang sang cách hai thành vremini, vremia, vremini, semia, semini đấy, imia, imini, vumia, vumini, ví dụ vậy đấy. Đó. Thế nên là trong những trường hợp như thế thì chúng ta thấy nó sẽ biến đổi đặc biệt và nó sẽ có một cái dòng, tức là gì, biến đổi đặc biệt hoàn toàn cho những cái danh từ này sang các cách khác nhau đấy. Đó tác vụ. À, chúng ta xem tiếp. Ở đây chúng ta sẽ có dấu cứng. À, cái đặc dấu cứng là như thế này. Trên thực tế đối với các em, cái việc phân biệt dấu cứng dấu mềm nó cũng không quan trọng lắm đấy. À, cái dấu cứng này khi đọc thì nó sẽ khác như thế nào. À, có dấu cứng ở trong từ thì nó làm cho cái từ bị tách làm đôi đấy. À, ví dụ chúng ta có từ at yeast đấy, chưa hết chúng ta sẽ thấy là đây nó thành thành một một cái cách phát âm là at, thấy chưa, at, at, at đấy, và chúng ta đọc tách nó ra yeast, yeast, st. À đây là the. Nhưng mà the chúng ta biết là gì? À, âm the này chúng ta biết là nó đứng cuối từ, nó sẽ bị đọc thành âm âm t đấy. À tạ, âm the đứng cuối từ bị đọc thành âm t tạ. À, và the này bị đọc thành t. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì, giờ mà đứng trước một cái âm t này đã phát âm là t, thì cái giờ này cũng bị đọc thành âm t. Cho nên đấy là chúng ta sẽ đọc như nào, at yeast, at yeast, at yeast đấy, at yeast. À không không, người ta không đọc at yeast, đố đọc được đấy, không đọc được đấy. Đó thế vậy thì đọc thành at yeast, at yeast. À vote, vote. Thì như vậy là gì nào, cái âm cái dấu cứng này nó nằm giữa đây, nó làm cho cái từ này bị tách làm đôi. Thế nhưng người ta sẽ đọc nó như thế nào, người ta sẽ đọc at yeast, at, at yeast đấy, và khi đọc nhanh nó thành at yeast, at yeast, at yeast, là cái sự xuất phát, sự ra đi đấy. À, sự rời đi của cái gì đó, của phương tiện giao thông chẳng hạn đấy. Atheist, atheist, atheist. À thế chưa nào? Đấy. À thế thì trong tất cả những từ này đối với các em chỉ cần biết từ gì? Các em chỉ cần biết từ abiple nhỉ. Đấy. À tất cả những cái từ này hầu như các em không dùng ở trong cái nghề của em sắp tới đấy. À đó. Ví dụ siomka là cái gì? Siomka. Siomka là việc quay ghi hình, quay phim chụp ảnh. Abium, abium là khối lượng công việc. Bansoi abium, tức là cái khối lượng lớn. À, có thể nói ví dụ khối lượng abiom, cái túi gì, túi lớn chẳng hạn. À, cái túi đựng hàng lớn chẳng hạn. Bansoi abiom đấy. Đó, object.
object là một cái đối tượng nào đó chẳng hạn đấy, hoặc là một cái dự án nào đó chẳng hạn đấy. Tạc, podium là cái sự nâng lên, dùng cần cầu nâng nó lên là podium, podium, podium. Hay là cái xe nâng ấy, người là podium nhịch, podium nhịch, khi mà người ta nâng những kiện hàng lớn đấy, podium nhịch. À thế như vậy liên quan đời sống của em chủ yếu là có cái từ abiblia nhỉ. Abiblia như là cái gì? Đó là một cái thông báo nào đó người ta dán vào cửa. Đi ra đi vào hãy đóng cửa lại. Đấy, ví dụ đây người ta viết này. À các society, society là những người hàng xóm. Các vị hàng xóm thân mến hay là các vị hàng xóm kính mến, đi ra đi vào hãy đóng cửa lại. Đấy, để làm gì? Để bảo đảm cái độ ấm ở trong nhà. Đấy, tác vụt. À thế vậy thì chúng ta chỉ cần biết cái từ abiblia nhé. Abiblia nhé, đọc như thế nào? Đọc cũng thế đơn giản thôi. Up yip lìa nhé, up yip lìa nhé, đọc là up yip lìa nhé, up yip lìa nhé, up yip lìa nhé. Đấy, đó. Anh chúng ta cứ đọc như thế là người ta khắc hiểu và nó bởi nó chả lẫn với cái từ gì khác cả. Đấy, tắc vụt. Thế vậy đến đây thì chúng ta đã cùng nhau học xong toàn bộ, ôn xong lại toàn bộ về bảng chữ cái trong tiếng Nga. Thế và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ xem một trong những phần cơ bản mà ở trong cái trong cái phần đầu, trong cái khóa đầu của chúng ta mà các bạn học, đó là thông thường các bạn bắt đầu học cái phần giống của danh từ này ở bài số 3 đấy. Ở đây chúng ta đã học ngay trong bài số 1. Giống của danh từ ở đây, trong tiếng Nga giống danh từ chia làm giống đực, giống cái và giống chung đấy. Thế vậy thì giống đực thì được đại diện bằng đại từ ôn, giống cái đại diện bằng đại từ anna, giống chung đại diện bằng đại từ anno. Một trong những nguyên tắc để phân biệt giống đực với giống cái đó là những danh từ chỉ đàn ông là danh từ giống đực, những danh từ chỉ phụ nữ là danh từ giống cái. Đấy. Thế thì ở đây các em bảo là em trong đường đến nước Nga em không thấy cái định nghĩa này. Đấy. Đúng rồi. Bởi vì sao? Cái định nghĩa này chỉ có là tự chúng ta nghĩ ra. Đấy. Tất cả các em mà tham gia khóa học với thầy, chúng ta tự nghĩ ra cái định nghĩa này. Thì trên nó chỉ có ở đây thôi, chả có trong sách nào cả. Đấy. Nó giúp cho các em làm gì? Xác định được ngay đâu là danh từ giống đực. Nếu chỉ cha thì nó là đàn ông, đàn ông thì nó là danh từ giống đực. Có nghĩa là chúng ta không cần quan tâm là cái đuôi từ của nó như thế nào. Đấy. Nếu mà chúng ta không có cái định nghĩa này, các bạn bảo ôi thầy ơi, thầy vừa bảo danh từ đuôi A giống cái mà đây lại papa lại thành giống đực là thế nào? Bởi vì sao? Nó chỉ đàn ông nó là giống đực. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. Danh từ mà chỉ phụ nữ thì nó là giống cái. Đấy. Thế bây giờ đối với những cái danh từ mà nó không chỉ đàn ông mà chẳng chỉ đàn bà thì sao? Đấy. Nó chỉ đồ vật, ví dụ ngôi nhà này, thành phố này, đấy, viện bảo tàng này, thì chúng ta có định nghĩa riêng. Đó là gì? Những danh từ chỉ bất động vật mà tận cùng bằng phụ âm thì đó là danh từ giống đực. Đấy. Phụ âm thì gồm có thể là gì nào? Có thể là các phụ âm M, G, D, vân vân này khác. Hoặc là một trong những phụ âm mà khá đặc biệt đó là phụ âm Y ngắn. Đấy. Đó. Phụ âm Y ngắn như từ Muse, đó cũng là một danh từ giống đực. Các danh từ không phải chỉ người, không phải chỉ động vật mà có đuôi A hoặc đuôi IA thì là danh từ giống cái. Còn lại tất cả các danh từ mà có đuôi O và đuôi IE thì đó là danh từ giống chung. Đấy, đó. Thế bây giờ các em hỏi là như vậy là tại sao phân biệt danh từ như thế để làm cái gì? Bởi vì trong tiếng Nga là có danh từ, tính từ, số từ, đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu. Nó biến đổi. Những cái từ loại này nó biến đổi theo giống và số của danh từ. Cho nên khi chúng đi với nhau, chúng sẽ tạo thành một cái tập hợp từ và có cái đuôi biến đổi tương đồng với nhau. Nó tạo nên cái giai điệu ở trong tiếng Nga. Đấy. Tiếng Nga là một cái loại tiếng, một cái thứ tiếng rất có giai điệu. Người ta có thể đọc thơ, có thể viết bài hát mà nghe nó rất là hay. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sao? Nó phát âm có cái đuôi giống nhau. Ví dụ như là dom là danh từ giống đực sẽ là môi novi dom. Em biết rồi là cái gì? Đấy. Đối với giống cái chẳng hạn như là komnata thì maya novaya komnata. Đấy. Giống chung sẽ là mayo novaya akno. Ví dụ vậy. Thế bây giờ thầy giáo sẽ chỉ danh từ và em sẽ kết hợp chúng tạo thành một cái câu như thế này giúp thầy giáo nhé. Mẫu câu của chúng ta etermoi novi dom. Bây giờ thầy giáo chỉ từ dom, em nói etermoi novi dom. Bây giờ thầy giáo chỉ từ kniga, em sẽ phải nói etermaya novaya komnata. Đấy. Và đồng thời thầy giáo kiểm tra cái khả năng phản xạ của em như thế nào. Khrasho. Đấy. Dạ. Chị chưa? Đấy. Bây giờ các từ đầu tiên cho em zont. Etermoi novi zont. Druk. Etermoi novi druk. Khrasho. Kniga. Это моя новая книга. Хорошо, подруга. Это моя новая подруга. Окно. Это моё новое окно. Новое. Новое. Моё новое окно. Моё новое окно, да? Новое. Моё новое окно. Так. Я говорю, это моё новое окно.
Eto mayo nove Хорошо. Тип theo nào. Письмо. Eto mayo nove Да, панно. письмо. Eto mayo Панно. Хорошо. Карта. nove панно. Майя. Eto maya novaya karta. Да, книга. Eto maya novaya kniga. Да, хорошо. Ванна. Eto Maya Novaya Город. Vanna. Eto Moi Novi Вино. Город. Eto Mayo Nove À, Novo Vino. Mayo, Novo Vino. Đấy. À, đó, thế như Vino. vậy là gì? Vừa rồi, nếu mà kiểm tra đánh giá phát âm đấy, tức là phản xạ, đánh giá phản xạ của em đấy, thì em được khoảng 7 điểm. Chưa được đến 9 điểm. Đấy. Tại sao như thế? Bởi vì phản xạ vẫn chưa chưa dứt khoát đấy. À, đó. Có nghĩa là gì nào? Đánh giá như thế để làm gì? Để chúng ta cần phải rèn luyện đấy. À, đó. Thế vậy thì khi chúng ta học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Nga ở đây chúng ta nói riêng, cái quan trọng đối với các em đó không phải là kiến thức. Cái quan trọng đó là gì? Đó là cái phản xạ của các em đối với một cái câu nào đó đấy. Đó. Thầy giáo có nói vui là gì nào? Thầy giáo có nói vui là thầy thầy cũng sợ cái đứa nào có 1.000 câu tiếng Nga đấy, mà thầy chỉ sợ cái đứa có 10 câu thôi mà nó rèn luyện mỗi câu 500 lần, em hiểu chưa? Có nghĩa là gì, nó quá nhuần nhuyễn rồi. Đó, cái đó thầy giáo nói vui từ cái câu của gì, của Lý Tử Long đấy. Ông ta không sợ thằng nó có 1.000 miếng võ, ông ta chỉ sợ cái thằng nó có 1 miếng thôi mà nó luyện cái miếng võ đến 1.000 lần đấy. Có nghĩa là gì, nó đòi hỏi các em là gì, phải rèn luyện thường xuyên. Có em học với thầy bảo là ôi thầy cái này em biết rồi. Không không phải biết rồi, thầy giáo không dạy em kiến thức, thầy giáo dạy em luyện em nói, thầy giáo dạy nói mà. Thế bảo thế em nói đi, nói là nói không nói được. Tức là nói chậm này, nói vấp này, đúng không nào? Đấy, biến đổi chưa đúng này. Thế vậy thì có nghĩa là em biết thì em biết thật, đó là công thức của toán lý hóa. Nhưng mà khi học ngoại ngữ các em phải rèn luyện. Bao giờ em chỉ có thể nói em biết khi mà em nói cái mồm của em nó nhuần nhuyễn. Đấy, nói là như máy khâu rồi, lúc đó thì thầy công nhận là em biết. Thế còn nếu mà nói ra mà em còn phải suy nghĩ, còn bị vấp thì có nghĩa là em chưa đạt yêu cầu học với thầy đấy. Đạt yêu cầu là phải là gì, là phải nói nhuần nhuyễn, đúng không nào? Đấy, thế vậy thì yêu cầu của em là gì, các em cần phải xem các video mà thầy giáo thường gửi cho các em đấy. Học xong bao giờ thầy giáo cũng gửi video cho các em. Như vậy là danh từ giống của danh từ giống đực giống cái giống chung, khi đi với danh từ giống đực giống cái giống chung thì các từ loại môi là đại từ sở hữu, nô vừ thì là tính từ, nó phải biến đổi đồng bộ đấy. Biến đổi đồng bộ sang giống đực, sang giống cái và sang giống chung, đúng chưa nào? Nhất trí chưa nào? Kiến thức đầu tiên đó là kiến thức về về gọi là giống của danh từ đấy. Tiếp theo đó là kiến thức về sở hữu. Sở hữu ở trong tiếng Nga, cách nói sở hữu ở trong tiếng Nga thì người ta dùng chê, cha, chiêu và chỉ. Chúng ta cũng sẽ đi nhanh cái này, em cũng sẽ nắm được rồi, đúng không nào? Đấy, em cũng biết cái này rồi, đúng chưa? Đấy, Được. đó, chê là đi với các danh từ giống đực, cha đi với các danh từ giống cái, chưa là đi với các danh từ giống chung và chi đi với các danh từ số nhiều. Tương tự như vậy, có các đại từ sở hữu môi, tvoi, nas, vas, maya, tvaya, nasa, vasa, vân vân vân, đi với từng giống được một đấy. Giống chung này, số nhiều này, giống số nhiều đọc là mai tvai, nasi, vasi, mayo, tvayo, nasi, vase đấy. Đó. Thế nhưng mà bốn cái đại từ sở hữu này, môi, tvoi, nasi, nas, vas này, nó vẫn chưa đủ. Nó phải có thêm các đại từ yevo của anh ấy, yeyo của cô ấy, y của họ. Thế tại sao ba cái đại từ này thì giáo phải để riêng ở đây? Để riêng đây bởi vì là chúng không biến đổi theo giống đấy. Chúng ta nhìn thấy môi đi với giống đực, maya đi với giống cái đấy, sang đi giống chung đấy phải thành mayo, sang số nhiều thành mayi. Thế nhưng mà cái yevo này, yeyo và y này nó bất bất chấp, đi giống đực nó cũng chơi, yevo đồm giống cái nó cũng được, yevo còm là tả, yevo akno, yevo dama đấy. Đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử rèn luyện nhé, lại kiểm tra phản xạ của em một chút nhé. Đó, thế rồi bây giờ thì giáo sẽ có một cái bảng vòng tròn như này, gồm có 7 đại từ sở hữu này, đúng không? Đấy, 7 đại từ sở hữu. Thế bây giờ thầy giáo sẽ chỉ một cái danh từ và thầy giáo sẽ chỉ cái đại từ sở hữu, em sẽ phải biến đổi theo thành một câu. Ví dụ thầy giáo nói đồm, em nói et môi đồm, nhất trí chưa? Đấy. Vâng. Don't. Это твой Хорошо. Завод. зонт. Это наш завод. Да. Комната.
Itu maya komnata. Etemaya komnata nota. Itu vasha nota. Это ваша нота вино. Это твое вино. Это твое вино. Дома. Это наши дома. Это наши дома. Занты. Это ваши жанты. Сестры. Это мои тетры. Это мои сестры. Сестры. Окна. Окна. Это их окна. Это их окна, кафе. Это мои, Это а, его. Это его его дом. кафе. Это его кафе. Да? Это его, наверное, không biến đổi. Бабушка. Это ее бабушка. Это ее бабушка. Автобус. Это твой автобус. Это твой автобус. Папа. Это мой папа. Это мой папа, сестра, Это ваша сестра. ваша сестра, да? À, đó về nguyên tắc thì là em biến đổi, thế là rất tốt đấy. À, đó. Như vậy là về cái phần gọi là sở hữu thì là của em hoàn hảo đấy. À, đó. Đến đây chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài cái bức hình này đấy. Thì ta sẽ hỏi em nào, em sẽ biến đổi nào, em sẽ nói, em trả lời nhé. Chetazont. Che ete zon. Đã. Em nói em trả lời nè. Thầy giáo Eto hỏi moi em một. che tới zone, e tới môi zone. Che tới machine. Eto maya machine. Đã. Che tới dom. Eto moi dom. Đã. Che tới druk. Eto moi druk. Đã. Che tới babushka. Eto maya papushka. Đã. Che tới dedushka. Eto moi dedushka. Đã. Che tới vino. Это мое вино. Это мое вино. Đấy. À, chúng ta cứ nhìn chúng ta đọc đi đọc lại nó sẽ quen đấy, tác bột. À, хорошо. Thế thì đến đây chúng ta đã cùng nhau xem phần sở hữu xong rồi đấy. À, đó. Thế như vậy bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. À, đó. Thế mà qua cái việc học vừa rồi thì giáo cũng đã kiểm tra đánh giá được cái khả năng phản xạ của em. Chú ý hiện nay khả năng phản xạ đấy. À, trong bài tới thì chúng ta sẽ bắt đầu học sang các bài đọc đấy. À, хорошо. Đấy. Vâng. Đó. À, trong quá trình học thì em có những cái ý kiến gì muốn đóng góp gọi là góp ý thêm với thầy, em có thể trực tiếp nói hoặc là em có thể viết vào chat cho thầy sau đó đấy. Хорошо. Đấy. À, thế nhận xét về bài học thì sao nào? À, ngày hôm nay là em chúng ta cùng nhau ôn lại toàn bộ kiến thức cũ để làm nền tảng để làm gì? Sau này trong quá trình học chúng ta không phải nhắc lại nó nữa đấy. Đó. Thế và đánh giá về phát âm của em rất tốt đấy. À, phát âm của em rất tốt. À, chúng ta đã cùng nhau kiểm tra là gì? Em chỉ còn lẫn giữa hai âm p và âm b đấy. Papa và bà b đấy. À, như vừa rồi em nói có một cái âm mà em nói thành âm âm b đấy. À, đó. À, đáng ra phải nói là âm p thì em nói thành cái âm b. À, bởi vì em không phát âm, em không phân biệt được cho nên không nhận ra được đấy. Đó. À, thế đến khi nào mà có lỗi như thế thì mình sẽ nhắc lại để nhằm mục đích là sẽ chỉnh cho em phát âm được nó đúng. Хорошо, да? Ладно, спасибо. Очень приятно с тобой заниматься сегодня. Вот, и мы увидимся через день, да? Chúng ta sẽ gặp nhau sau một ngày, да? Хорошо, да? Нет, Ладно, спасибо. Всего доброго. До свидания.